Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng gia Trầm Hương chúng tôi có điều kiện tới dự triển lãm sinh vật cảnh ở Hải Dương năm 2023. Thì tôi đang đứng trước một cái tác phẩm nhìn rất nghệ thuật, tác phẩm xanh. Tên tác phẩm là Cây Xanh Hoành, của chủ nhân Cao Đại, số điện thoại 0985 545 455, địa chỉ Hà Đông, Hà Nội. Cái số bác cái hoành tráng thế, toàn 45. Cây này là có một đôi các bạn, nên tôi sẽ quay cả hai cây luôn vào một clip cho các bạn dễ hình dung. Cái này được đặt trên một đôn khá cao, đôn tròn. Đây, vùng đôn này. Xong là một chậu nữa. À, chậu bên trong bác để nước. Xong là một chậu, chậu tàu. Đây chắc chậu tàu. Đây là cách, cũng là một cách thả nước đấy. Đấy. Có nghĩa là có hai cái chậu, thì cái chậu dưới là sẽ để nước. Đây, chậu dưới, cái chậu nó xi măng này, này. Trong chứa nước. Thả nước thì cây nó lanh. Đấy là một cái cách hãm cái cây hoàn thiện. Nói chung là khi vào các chủ đề mà liên quan đến cái phần chi tiết về kỹ thuật, về hãm khi cây hoàn thiện, tôi sẽ phân tích cho các bạn. Nhưng mà đây là một cách hãm hay đấy. Bởi vì ngày xưa là các cụ hay cho ôm đá thả nước ấy. Đấy, một hình thức như vậy. Thì ở đây anh em cũng cây không cho ôm đá, thì anh em thả nước cách như vậy. Đó. Thì bố cục cái này thì là dạng cây trực huyền, trực hoành. Cái này là mới đầu nó ra là dáng hoành, xong rồi lại hơi đi xuống. Nó coi là xuất phát điểm là hoành, coi là hoành, trực hoành. Trực thì trực nó là trực lắc. Bố cục. Cái bố cục cây trực hoành với trực huyền là hay đồng bộ với nhau, bởi vì lý do là những cái dáng cây huyền hoặc hoành ấy, là những cái dáng cây mà trọng tâm của cái vùng thân huyền hay thân hoành ấy, là nó bị càng ngày nó càng bị đẩy ra xa so với cái vùng gốc ấy. Thế nên là để tạo cái cân bằng thì thường thường sẽ có một cái cây trực lắc để giải quyết cái vấn đề như vậy. Nhìn bố cục phía sau nó sẽ cân cây. Đây các bạn nhìn này. Đấy, bố cục nó sẽ cân cây. Đấy. Và bao giờ cái thân trực lắc ấy, nó cũng có một cái tay tay hồi. Tay hồi tức là nó ngược lại với cái phần cái hướng chạy của thân huyền và thân hoành, để giải quyết vấn đề bố cục chung. Đó. Thì đây là một cây này. Thì bên này là một cái cây của cái bộ ấy. Tôi quay luôn, ghép vào một clip. Cái cây này, một bộ đôi này thì thường thường về anh em sẽ làm bộ đôi chầu ở giữa một cái cây hoành tráng thì nó sẽ đẹp, tổng thể sẽ đẹp. Đấy. Cây này thì tôi cũng quay lướt thôi, tại vì là lý do nó cũng gần gần giống cái kia. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là anh Đại Cúc đấy, vợ được Cúc đấy. Vườn chỗ Hà Đông, chỗ Thiên Đường Bảo Sơn. Đó. Cây này thì là anh Đại nhận chuyển nhượng lại của anh Minh Dưỡng. Các bác bắt tay cái hôm khai mạc.
Nói chung hai cái này già đấy, già tuổi chậu cao. Đó, nếu các bạn quan tâm tới bộ đôi này thì mời các bạn tới triển lãm nhé. Hoặc là hết triển lãm thì qua vườn chỗ anh Đại ở Hà Đông. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc thì mời các bạn qua Bayview, subscribe và follow kênh Nhà Việt TV. Đây là một kênh của ekip chúng tôi xây dựng, chuyên review về các kiến trúc nổi tiếng, nghệ thuật của Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Xin chào.